Chiều 24 tháng 6, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh về vụ hỏa hoạn xảy ra tại đường Nguyên Phi Ỷ Lan ở phường 7 vào sáng cùng ngày, khiến 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm. Theo báo cáo ban đầu, vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 92 đường Nguyên Phi Ỷ Lan của gia đình ông Ánh, bà Hà. Từ năm 2021, bà Nguyễn Thị Tâm, 52 tuổi, quê Nghệ An, đến làm vườn thuê và cùng ở lại gia đình bà Hà. Đến chiều tối ngày 23 tháng 6, chị T, 30 tuổi, con gái bà Tâm, quê Nghệ An, dẫn 3 con, gồm một bé trai 6 tuổi, một bé gái 4 tuổi, một bé trai 6 tháng tuổi đến Đà Lạt thăm bà Tâm và ở cùng phòng của bà Tâm trong nhà số 92 đường Nguyên Phi Ỷ Lan nêu trên. Sáng 24 tháng 6, trong lúc nấu ăn, chị T đi ra ngoài để mua sữa cho con nhưng quên tắt bếp và khóa cửa phòng từ bên ngoài. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy là do khi đi ra khỏi phòng, chị T quên chưa tắt bếp ga dẫn đến hỏa hoạn. Đến khoảng 8 giờ 50 phút, người dân xung quanh phát hiện vụ hỏa hoạn nên hô hoán mọi người đến ứng cứu. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều xe khống chế đám cháy. Tuy nhiên, cả 3 cháu nhỏ đã tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tiến hiện trường thăm hỏi và chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và các đơn vị, đoàn thể, cá nhân đã đóng góp hỗ trợ gia đình chị T hơn 350 triệu đồng để đưa các cháu về quê an táng.